Phương Âm Thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý khách hàng trong một clip test bộ sản phẩm nghe nhạc gồm 3 thiết bị. Thiết bị thứ nhất là một cặp loa Bose 701 hai lỗ thông hơi có gam màu đen. Và ngày hôm nay cửa hàng đang phối ghép cùng với một chiếc đầu đờn ông. Xin lỗi, một chiếc âm ni đờn ông PMA 1090G, một chiếc đầu Soli 3.5 ESG. Vâng, tại thời điểm này thì cặp loa có giá dưới 24 triệu một chút xíu. Một chiếc âm ni đờn ông 1090G có giá dưới 20, một chiếc đầu Soli 3.5 ESG có giá là trên 10 triệu. Vâng, sau đây quý vị và các bạn cùng với cửa hàng Âm Thanh Hạnh thưởng thức chất âm của bộ sản phẩm trong ngày hôm nay cửa hàng đang phối ghép nhé. Vậy những vị khách hàng có nhu cầu sở hữu những sản phẩm như vậy hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 666 hoặc 0989 723 148. Bến sông xưa con đò vẫn đợi bóng ai in trên dòng sông trăng, có nghe em ca lời ra bàn cháy lên lời trao duyên câu văn họ đường tình quê hương mãi ấm lòng người yêu thương, câu văn họ đường tình quê hương mãi ấm lòng người yêu thương. Rồi một ngày
hạt nổ vàng, hạt mồ hôi chát mặn. Ta lớn khôn thế giữ nghĩa tình xóm làng, chia cho nhau ngùm được giữa trưa. Chẳng thể nào thay.
qua hai ca khúc vừa rồi, quý vị và các bạn đã được nghe chất âm của chiếc đầu Sony 305 ESG và một chiếc âm ni Denon PMA1090G và một cặp loa Bose 701 hai lỗ thông hơi thể hiện. Vâng, vậy quý vị và các bạn có nhu cầu mua sắm các thiết bị bên cửa hàng cung cấp, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo.